Đây là những hình ảnh mà kẻ xin đều hàng ngày tiếp cận tài xế. Đeo bám trên nhiều tuyến đường qua nhiều ngày, nhóm phóng viên chúng tôi đã lật tẩy chiêu xin đều tài xế của một đôi nam nữ. Nhiều tài xế vì sợ đã phải miễn cưỡng đưa tiền cho đôi nam nữ xin đều trên. Có tài xế đã nhiều lần giáp mặt và phải đưa tiền cho hai người này, kèm với nỗi lo bị kẻ xin đều phá xe là nỗi bức xúc của nhiều tài xế. Lợi xin 10 ngàn kim gì đó. Tôi nói tôi sẽ xe taxi có tiền, hù á, xả tôi cho 10 ngàn. Nói nhớ bằng số xe gì đó, có phải làm phiền gì đó. Nói chung là nội dung là hâm me thôi. Theo tìm hiểu, người đàn ông thường xuất hiện trên nhiều tuyến đường mà cánh tài xế phản ánh tên Minh. Chỉ khoảng 30 phút sáng 20 tháng 10 năm 2017, Minh cùng người phụ nữ có đến gần chục lần tấp vào các ô tô dừng trên đường Lý Thái Tổ, Sư Vạn Hạnh, gần Bệnh viện Nhi Đồng 1 và một số tuyến đường khác để xin tiền. Hầu hết, các tài xế đành phải chấp nhận đưa tiền cho đôi nam nữ cho êm chuyện. Tuy nhiên, khi bộ đôi này tiếp cận ô tô gần cổng Bệnh viện Nhi Đồng 1, thì tài xế phản ứng không chịu đưa tiền. Rồi xin tiền rồi hù dọ lấy cái kim ra rồi nữa. Rồi mới bực quá, đang ăn cơm rồi bực quá mới bước xuống xe mới nói nó. Trưa 20 tháng 10 năm 2017, sau khi xin đều tiền của hàng loạt tài xế, Minh chở người phụ nữ về đường Nguyễn Duy, quận 8, rồi một mình rảo xe máy qua nhiều tuyến đường tại quận 1 và quận 10. Đến chiều cùng ngày, Minh dừng xe trên đại lộ Võ Văn Kiệt, quận 5, tấp vào bờ kênh tàu hủ. Trong vai một người đi đường, phóng viên đã tiếp cận Minh. Ông này cho biết mình 32 tuổi và đã nghiện heroin nhiều năm qua. Dù đã qua 2 lần đi cai nghiện bắt buộc, nhưng Minh chưa thể rút ra được. Do ăn uống đầy đủ, nên Minh vẫn mập mạp, cân nặng đến 90kg. Minh cho rằng vướng vào nghiện heroin thì rất khó bỏ. Để thỏa mãn cơn nghiện, mỗi ngày ông ta cần tiêm chích 2 lần. Mỗi lần hết 100.000 đồng tiền mua ma túy. Làm nghề tự do, nhưng mà không ăn cắp ăn trộm. Tiền heroin này đã. Ủa sao thấy mấy người nghiện người ta ốm lắm rồi ta? Phải không? Tụi nó ăn uống không có được. Ăn uống điều độ rồi. Sáng 23 tháng 10 năm 2017, ông Minh tiếp tục cùng người phụ nữ đi xin tiền nhiều tài xế. Sau đó về khu bờ kênh tàu hủ thuộc địa bàn quận 5, thành phố Hồ Chí Minh để tiêm chích. Sau những lo sợ, ngại gặp phiền phức của những tài xế, thì đó là những lần thỏa mãn cơn nghiện ma túy của kẻ xin đều.